sau đó tôi ở vậy nuôi thằng Đại đến bây giờ. Rồi tôi nghe tin bà có con ngoài giá thú, tôi thề trên lòng rằng không bao giờ tôi trở lại đây nữa. Cay nghiệt quá. Trời đất ơi, miệng lưỡi thế gian thiệt là độc ác. Ai mà nỡ nào nói con Ly là con ngoài giá thú của tôi. Ác gì mà ác dữ vậy trời. Tôi mà tìm ra ai là người đồn cái chuyện đó đó nha. Sao? Tôi ngắt mặt. Ê trời ơi. Mô Phật, coi như con chưa nói gì hết trơn. Qua ra chỉ là hiểu lầm nhau thôi. Bây giờ đã hiểu nhau hết tận tường mọi lẽ. Thôi thì chính bỏ làm mười. Nghe bỏ ông qua hết đi. Lớn tuổi rồi đừng có nhớ mấy cái chuyện đó nữa. Bây giờ thì vậy. Thì thôi trăm năm duyên lỡ bước, câu sắc son chung tình. Cha mẹ mận lúa. Sao bà cứ nhảy nóc nhà bà ngồi hoài hả? À? Tôi quen rồi. Quen gì, lâu lâu tụi mình hòa hợp với nhau chút đi. Thì thôi trăm năm duyên lỡ bước, câu sắc son chung tình. Cha mẹ mận tôi vui quá à. Nói nghe nè. Cái gì? Tôi hát hay quá. Bây giờ đi. Đi hả? Đi. Liền bây giờ à? Tôi rủ bà đi là biết cái gì không? Đi đâu? Đi coi cải lương tuần cổ. Đồ quỷ. Ủa cha. Đồ quỷ. Ủa cha cái gì? Trời ơi, ông có biết là tôi mê cái lương tuần cổ ghê lắm không? Trời ơi tôi mê lắm luôn á. Đi coi tuần gì vậy? Cái tuần gì nè? Loan Phụng Hòa Minh. Biết không? Làm mọc với anh dân cây phải không? Đúng rồi, dân cây. Tôi mê ngay cái đoạn dân cây ghê lắm đó nha. Em mà bữa nay vàng nhiêu cây rồi? Anh đưa vô chiên nữa. Cái dân cái cây tự nhiên cái vàng à. Đi theo tôi đi lẹ. Đi bằng gì? Đi bằng ghe tôi chèo. Vậy hả? Đi lẹ. Trời ơi. Trời vui quá đi à. Trời đất quỷ thần ơi. Trời ơi. Từ ơi. Ai coi chừng anh. Rồi rồi. Đi. Rồi. Đi. Trời ơi. Trời ơi. Thì thuyền nó chồng chền đó. Bà qua đây bà ơi. Cái này là sốc cái bộ biển. Sao sốc dữ vậy? Tôi làm nó bị lố. Quá đáng à. Đây. Cái gì nữa? Thì ông chè của tôi mừng tôi hưng phấn. Thôi mà. Tự nhiên cái làm gì kỳ cục vậy? Ông khó chịu quá. Dừng lại đi. Dừng lại. Bực bội á. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Đi nghe ông đi. Bực quá đi vậy luôn đi cho rồi. Cái chương trình này nó quá quý đi. Tại vì chúa tụi chú là cải lương tụi cổ mà. Thì trong khi đó thì vừa rồi đó chú cũng chưa được coi cái vở mà Cẩm Ly làm nữ bố. Thì hôm nay tới là chú tận mắt để xem Cẩm Ly bên tuồng cổ làm mộc với anh là sao. Và sự thật ra nếu mà nghệ sĩ hay ca sĩ mà làm được những cái chương trình như vậy đó, sự thật ra tôi thấy bản thân tôi rất nôn nóng để xem. Cái thứ nhất. Cái thứ hai và rất quan nghênh. Tôi mong rằng nghệ sĩ nào, tức là cái bộ môn nào, chúng ta cũng phải biết làm hết, chứ không riêng bộ môn tuồng cổ hay hoặc là ca sĩ cải lương hay hoặc là ca sĩ nhạc sĩ.